Di qua Mỹ đã thấy được những gì dưới chân nữ thần tự do là những người những người những người da đen da màu đang bị bóc lột. Hy vọng Di qua đó thấy những mặt tối của Mỹ để khai sáng cho bà con đúng luôn. Ông nói hay thiệt chứ? ở dưới chân nữ thần tự do là toàn nước biển không à? Bóc lột gì má cá bóc lột hả? Sai về mặt địa lý không điểm về chỗ quỳ gối ngồi. Dạy quá dạy quá nhưng mà đâu có quyền ngu địa đâu mấy em đúng không? Dưới chân nữ thần tự do toàn nước biển không à? Ông vẫn muốn nữ thần tự do muốn 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 tới là tới hả ông? không biết có tiền đi New York không giả sử có tiền đi New York á thì phải có tiền đi bút tour ra ngoài nữ thần tự do nữa mấy em phải có tiền mua thêm áo lạnh đồ này nọ rồi gì bao tay rồi khăn quấn cổ nó nón chùm đầu rồi giày bót đồ đi mới được nha đó là để nói về mặt địa lý còn bây giờ nói về người da đen ok nói làm sao vậy ta đúng là người da người da đen bên này khá bị bóc lột các bạn đó bạn đi vô sân bay bạn tập gặp gặp người da đen gần như 90% luôn đó. nhiều khi họ họ không có được cái sự tự do mà đi ra ngoài vậy các bạn phải 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 ở trong sân bay đồ này nọ phải ngồi trong xe bullet hoài luôn rồi xong rồi phải đi đi rồi là gì đi đi đấu, đấu đi đấu vô đài mướn đó bạn mà. mà đi đấu đi đấu đi đấu vô đài mướn rồi này nọ rồi lỡ một có thắng đó. mà kiếm nhiều tiền quá về mở cái 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 cái, xe là cao mở sinh viên là cao thì người bình thường đó, thì mở xe là cao là free còn mấy người đó đó mở xe bên là cao là phải tốn tiền tại sao tiền nhiều quá tốn tiền kiểm đếm đó rồi còn gì nữa không ta nhiều quá luôn đó. không biết nói sao nữa trời quá trời quá đất luôn ông nào bên mỹ bổ sung giùm đi dù cảnh sát mỹ đè 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 đai người da đen thì thì tính sao anh bậy bậy mà nói vậy không được mày con nói vậy là trẻ trâu không có kiến thức nói là cái vụ ông cảnh sát mỹ đè chết ông chọc lôi thì như thế nào anh mới đúng nha chứ mày đừng có gom da đen chung chung vô đây bậy sai nặng lắm con vậy thì á em phải coi coi cái ông da đen đó ổng như thế nào mới bị cảnh sát được hiểu chưa đó là vấn đề của ông da đen đó thì ông da đen đó có tội không có tội rồi vấn đề cảnh sát mà lố tay lố chân thì bị xử lý thế nào và thay đổi xã hội kiến trúc của cảnh, cảnh sát mỹ như thế nào vậy thì cái câu chuyện đó đâu mà có đó nó là những cái gọi là những cái vấn đề của xã hội mẹ ơi những cái câu chuyện đó sẽ không bao giờ có nếu mà em là một người người dân lương thiện ờ giống nhân viên nguyễn như thế đi làm kiếm tiền kiếm chuyện đúng không ăn bánh trả tiền cái lộn lộn mua hàng trả tiền tôi thấy qua mỹ để học mặt tối của mỹ là để học mở gì mặt tối của Mỹ hơn là để học mặt tốt à, để về nước chúng ta xây dựng và quản lý đất nước hơn à, lấy những mặt xấu của xã hội tư bản làm gương Ừ ờ, thì ok ông xin visa Mỹ ông 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 đi qua Mỹ ông muốn học mặt gì đó ông học nha còn bây giờ ông mới đi Thái Lan được có ba bữa theo tour hà mà bây giờ ông bàn tới chuyện này tôi bạn sao nổi thông cảm với bạn diễn đàn tôi rất là nhiều người đặt ra vấn đề câu hỏi này nọ mà tôi phải trả lời phản biện tất cả họ tôi thấy tôi cũng giữ rồi đó đi mỹ vậy tương lai có đi nga không anh không à, việt nam chúng ta đã trải qua nhiều cuộc chiến nên đất nước chưa có một ngày hòa bình để phát triển còn các nước tư bản hầu như sống yên biển lặng hàng thế kỷ hàng thế kỷ cái ông đầu ông mẹ chiến quật qua một và cô hai nổ qua đầu của nó ở đó ông nói chuyện dốt quá ông ơi ông nói mấy nước phương tây nó hòa bình cả thế kỷ ngoại trừ mỹ ra thì thằng nào được châu âu nội chiến hai lần châu âu là quật qua một nè quật qua hai nữa đập nát châu âu luôn mà cái quy mô trận chiến nó khủng khiếp tới cỡ nào sống cái tập gì đâu tối ngày nhà mình thì tốt còn thế giới nó xấu hết sống không được mà nhận định lịch sử không nó sai bét rồi bạn gì nữa cái gì lịch sử dở ẹt mà bày đặt quá càng đọc càng thấy thiện cận các cuộc chiến kế bị ngay vàng chiến tranh 30 năm chiến tranh napoleon world war một world war hai toàn tầm cỡ lớn mà kêu yên ổn chắc ý ông nói mỹ đó mà mỹ cũng có trận nội chiến mà giai cấp tư sản ngày càng lạc hậu còn giai cấp công nhân ngày càng hiện đại và phát triển à đúng rồi vậy chủ tịch mấy tập đoàn nó giai cấp gì là người làm trong mấy tập đoàn là giai cấp gì nên thôi bây giờ mình không thích nói chuyện giai cấp nữa nó, nó mệt quá nó cũng không rõ ràng à, ok gì vậy tôi nói tôi tôi tuy tôi, tôi không thích trung quốc nhưng tôi cũng ủng hộ việc nhà nước đẩy quan hệ song phương với trung quốc tôi thấy việc làm ăn trung quốc tốt hơn mỹ à, mà tôi thấy ở việt nam có cái gì của mỹ đâu à, ông nghèo thế mẹ sao không thấy cái gì của mỹ mà tôi nghe cái câu làm ăn với trung quốc tốt hơn mỹ tự nhiên tim tôi đau nhói thôi phải à, con nào bị trót không trời mẹ nhồi máu cơ tim mà tuổi 37 rồi chắc nổi tiếng luôn ai da đau quá. ai da. Ây da. Ây da. đau quá mẹ ơi, lấy cái bà, lấy lon súp Mỹ đế uống cho đỡ đau mấy em. da, chịu hết nổi rồi. Không biết em sao chứ, người anh sống cảm xúc, anh nghe mấy câu nào nó sốc sốc anh dễ lên trót lắm mấy em. ê nó nhiều khi á nó nói nhỏ nhỏ khi, nhiều khi xăng của ông đổ đó. Cũng có dấu ấn của Mỹ nữa chứ không phải giỡn đâu nha. Tại Việt Nam hợp tác với Mỹ trong vấn đề khai thác dầu. Đó có tôi nói đúng không thì ví dụ như việt nam hợp tác với mỹ trong vấn đề khai thác dầu thì cái dầu đó đem về lọc trong cái vấn đề lọc dầu đó không biết có công nghệ của mỹ hay không nữa ông đừng có giỡn chơi nha ông hốt ông thầy giáo mà nói chuyện kiểu này thì thôi thôi tôi tôi thất, thất, bại cho cả thế hệ nói chung á theo quan điểm cá nhân của tôi thằng nào mà đóng tiền học ông này á thì bây giờ đi đòi tiền ra đi à, tôi biết nói ra như vậy duy sẽ buồn lắm mặc dù tôi rất quý quý duy đâu không không có gì buồn bã đâu tuổi ông đôi người xa lạ từ phương trời có hẹn cũng chẳng gặp luôn nên không có gì là buồn hết yên tâm nó ông có cái thoát của ông tôi có cái thoát của tôi cái thoát không phải là nói mà thoát là làm là, là cái, cái, cái 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 danh từ của cái sự suy nghĩ đó bạn đúng không Tôi nói gì đúng không đó tức là chữ 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 think think là nghĩ còn thoát là như là cái sự suy nghĩ thì phải hy vọng là tôi nhớ đúng đó. nên không không có gì buồn hết ông cứ tiếp tục cái con đường ngu của ông và tôi cứ tiếp tục đi con đường đúng của tôi không? không có gì hết tranh luận mà không có gì không có gì đừng đừng, đừng nghĩ sâu xa quá nha em à, thoát chỉ là quá khứ của thinh thôi chú ơi chú biết nó nó có hai nhưng mà chú nhớ cái chữ suy nghĩ cái cái danh từ của của thinh đó, là hình như nó có thoát nữa nói chung cái này là chú nói xô nhưng mà chú phải confident phải phần trăm á ông út đây lên trình rồi nha cái điện thoại của tôi thấy nó đề mắc in china mà mấy bạn nói gì vậy không có trung quốc thì mỹ cũng chẳng thể sản xuất nó cái gì điều đó là điều chúng ta phải thừa nhận À, vì tôi mong ước một ngày Việt Nam trở thành công xưởng lớn nhất của thế giới giành ngôi của Trung Quốc lúc đó à, cả Trung Quốc lẫn Mỹ sẽ biết tay tư bản phải dãy chết rồi xin mời ông ông ông, 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 ông sơn tây bạn ông kìa tôi <laughs> qua đây tôi đọc bên này à, vậy công vậy vậy công nghệ sản xuất chip điện thoại điều, hệ điều hành ông đang xài của nước nào vậy ông út kể cả điện thoại heo quay cũng xài hệ điều hành android của Mỹ à, khách quan mà nói ông út không đủ trình với anh sơn tây không cái này đúng ông út á ổng đang lý luận trên những cái sai thì ông sẽ không cãi đều bất cứ ai cả tôi bảo đảm không đi ông sơn tây mà chỉ cần ông đang lý luận trên cái sai xong cãi còn ông sơn tây thì nói có cái đúng và có cái sai mà bên cạnh đó có cái cà khẹ nên yếu ít ra yếu tố đúng của ông sơn tây còn có còn yếu tố của ông cha kia xàm không à, à gì thách mỹ về công xưởng ra khỏi trung quốc tao thách này qua trung quốc làm thuê cho công xưởng mỹ trả lời cho nó cho nó lại mày khỏi thách À, anh thách mày vậy được chưa bây giờ anh không thách cái chuyện mà em em có visa Mỹ chị nó lớn lao quá giờ em, anh thách em á là đi qua Trung Quốc được làm thuê cho công sở của Mỹ xin chào duy nguyễn cả tuần rồi tôi mới lên Sài Gòn để chuẩn bị cho một sự nghiệp mới bây giờ mới đánh. à, tôi là một người có hộ khẩu Sài Gòn và gia đình tôi hộ khẩu Sài Gòn rất là nhiều có căn cứ công dân của Sài Gòn thì tôi thật lòng tôi không muốn lên đây ông nên uh, ở dưới quê không đi để cống hiến cho sự phát triển của quê hương đúng không ông mà lên Sài Gòn Sài Gòn nó mạnh rồi bây giờ thêm ông nữa giống như hổ một thêm cánh vậy đó sẽ tạo ra sự bất bình đẳng giữa 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 Sài Gòn vùng quê của ông ông hiểu không nó nên ông nghe lời tôi đi ông về ông về đi ông đừng ghé đây đừng có bắt đầu sự nghiệp gì đây đó ở đây nó có sự nghiệp gì để bắt hết đó anh giải thích cho em với mỗi tháng em có tiền lương 10 đồng em ăn 9 đồng mẹ em chửi em không biết tiết kiệm vậy là theo anh là sai sai đúng rồi em ơi chừng nào mày xài 9 đồng mới đúng còn mày ăn 9 đồng là không đúng nha làm 10 đồng xài 9 đồng là đúng nhưng mà làm 10 đồng ăn 9 đồng là sai à, fan Việt Nam lập tức bay vào unfollow trang Instagram của Mitren cộng đồng mạng Việt Nam đang rất khả hê về điều này anh Duy nghĩ sao về sức mạnh cộng đồng mạng Việt Nam riêng em thấy à, như vậy thì quốc tế sẽ kỳ thị nói chung điểm này em đúng cái điểm này em đúng cái điểm mà thứ nhất là report trọng tài nè rồi đem hình trọng tài lên bàn thờ nè rồi mấy cái đó đó là quốc tế người ta cực kỳ kỳ thị luôn mà khi mà quốc tế người ta kỳ thị thì những người Việt Nam sau này ta ra nước ngoài ta sẽ rất là khó ta rất là khó điển hình như là 120 ông này nọ này mất bất liên lạc gì đó thì cũng sẽ khá khó nữa xứ người vì cần méo gì ra nước ngoài nhỉ ở thì cãi mày mày nói mày nói câu đó cãi mày nhưng mà thế giới đâu phải ai cũng nói câu đó và người Việt Nam đâu phải ai nói câu đó nên cái chuyện là bạn cần hay không cần cãi hiểu không nói nói được câu này thì mốt ai cho tiền ngoại tại đừng nhận nha con nhận nhục lắm á tôi nói đúng bạn nếu mà bạn nói câu là gì à, gì à, cần méo gì ra nước ngoài đúng không mốt lỡ hên hên đó này nọ đó mốt lỡ hên hên ví dụ như khách nước ngoài mà tới việt nam nó làm gì đó nó khen gì đó đừng lấy bài đó bia nha mình sống mình phải đàng hoàng mình sống mình quân tử mình chọn con đường cô lập là cô lập tới tới chết luôn mình cô lập tới lết luôn đó chứ không phải tự nhiên khách nước ngoài qua coi đá banh Việt Nam xong cầm cờ Việt Nam xong ảnh, ảnh với mặt mặt Việt Nam đó nè ờ cái gì uh, chụp hình, ờ khách nước ngoài người ta cảm thấy Việt Nam rất đẹp, cảm thấy Việt Nam rất kia mà trong khi mình nói câu cần méo gì ra nước ngoài rồi giả sử như người người nhà, người thân này nọ có đi đâu về á, cho tiền hàng, tiền nhật, tiền gì đó, đừng nhận nha tại vì mình đã nói được cái câu đó, thì mình phải chịu trách nhiệm với câu đó thế nó mới là bằng ông đi Mỹ phải uh, phải thử đủ loại văn hóa ẩm thực cho biết ẩm thực của mấy bạn Nam Mỹ cũng ngon lắm à tùy người ông ơi còn tôi ăn tôi chỉ cần thịt cá không được sống qua ngày thì tôi cũng cần nhu cầu đèo bồng tại vì mình là dân tập gym mà nó giới hạn trong giới tập gym thôi chứ không phải là ăn theo kiểu người bình thường ok hàng với Nhật nó tự tôn dân tộc nó nó làm ăn ở đâu cũng thà mướn phiên dịch chứ không học tiếng uh, tiếng sở tại hoặc nói tiếng Anh đúng là cái thằng đất ngồi đá giếng mày chưa nghe mấy người Nhật Bản nói tiếng Anh hả em ơi em có coi chương trình có nội Nhật Bản thi cái gì có talent chưa nói tiếng Anh như cái máy luôn ở chơi đó không có nên đừng đừng có bao giờ nói nó ra mà tưởng Nhật nó dở nó tự tôn thì là có tự tôn ok không phải là người nào của nó nói tiếng Anh ok nhưng mà nó cái cái thành phần nói tiếng Anh của nó cũng rất là nhiều và khi mà họ nói tiếng Anh họ nói rất là good thế thôi thằng thằng Jay là thằng thánh Google nó thống kê gì đây thống kê của Ritter, Odon Conceal, Hàn Quốc đứng thứ 4, Nhật Bản đứng thứ 8 ở châu Á dịch độ thông thạo tiếng Anh Việt Nam thứ 13 hả Ồ Việt Nam thứ 13 là cũng khá rồi đó Nó dựa trên gì em Nó dựa trên phần trăm dân số hay nó dựa trên đầu người Anh nghĩ đợt này khó khăn Tới mức băng Việt Nam Tăng lãi suất 18% hay không hay không tám không anh Không biết luôn em Anh nghĩ sao về việc giới trẻ bây giờ bất chấp góp iPhone anh Thì nó có hai mặt em Một mặt đó thì nói chung là tiếp cận công nghệ Còn mặt còn lại nhiều khi nghèo quá mà đủ thì cũng không được nó nghèo quá mà đủ vậy chết À, đến đây Trung Quốc có chiếm Đài Loan không anh đặt cược 10 triệu em em lần đầu làm thẻ tín dụng TIB băng EVO tháng đầu em quẹt thẻ tiêu còn tháng sau không quẹt thì có đóng phí hàng tháng không ạ à? chắc chắn là có đấy em nói chung thẻ tín dụng một đóng phí thường xuyên em nhưng mà cuộc đời mình chơi được thẻ tín dụng là mình đẳng cấp rồi ý kiến đi còi mấy đồng bạc lẻ nói chung em xài mà thấy bây giờ mà tụi em chơi mà không biết thẻ tín dụng là gì á. tụi em thì có sống cách đây trăm năm luôn chứ không phải giờ là nó lạc hậu mà nó, mà nó phèn mà nó phèn mà rửa cả đời không ra phèn luôn xong rồi có mấy thằng nói thôi tao cầm tiền mặt tao xài cho nó khỏe thì có, nó, nó, nó ngu mà nó, nó lớn tuổi trẻ mà nói về là đối với anh là hỏng lắm em thật nhiều thằng tuổi trẻ nó nói chuyện nó cãi ba gai nó cãi ngang ngang nó cãi thấy ghét mà ghét của anh 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 chỉnh nó hai ba lần nó không nghe anh lóc luôn à, thẻ ray ray ordi công bằng em miễn phí thường niên nè thì miễn phí thường niên phải đóng cái lợi khác thôi chứ đời nó có qua có lại mấy em đâu ai đâu đâu ai giàu giống ba đâu ba thôi mày ơi thằng nó không có thẻ nữa mày nói chuyện cãi ngang nữa đúng là trẻ trâu thiệt chứ người ta nói thì nghe đi mấy kiến thức không bằng ai mà cái ham cãi không rồi mấy nhỏ này thiệt bảo thủ người ta già người ta bảo thủ không nói đâu trẻ trâu đâu bảo thủ nữa cái thẻ tín dụng phải là giàu hay là nghèo mà cái đó là cái phương tiện mà nó mà nó là gì sự hiện đại của xã hội cách đây 50 mươi nhiêu năm ta nói 50 năm hơi lỗ nhưng thôi biết vậy đi mấy em ơi cãi mà. thẻ đé bịch thì sao gì cù bắp chứ sao cái thẻ đá bịch là cái tiền mặt của ông lưu trong cái thẻ thôi có khỉ khô đâu bạn ông đi qua mỹ để thẻ đá bịch nó không xài đâu ông ơi chỉ đổ xăng chơi chơi thôi à đi vô khách sạn nó không cho ở luôn nó đi ra ngoài ngủ bụi đi con khách sạn này nó bố láo lắm nó thiệt thẻ tín dụng không khéo lại thành con nợ đời nó là vậy thôi em ơi bây giờ mày em xài thẻ tín dụng mày ra gian lắc mày mượn nợ nó cũng xả mày thôi đừng nói chuyện kiểu đó nó kéo lùi sự phát triển mà em cái đó là cái 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 cái, cái lý luận nó lương lẹo nó không đúng Thấy không bao nhiêu thằng ở ngoài đó đâu có thể tính dụng nó nó cũng chết ngắt à nó cũng nhảy cầu dễ lầu nó cũng bỏ nhà đi luôn vậy thì nó là bể bảy gì em mới sợ ở Mỹ thẻ ra địch có từ năm 1950 American Express phát hành năm 1958 hơn 50 năm luôn anh ờ, nghe ngày nói đâu không hớ đúng không thì <laughs> nói nói cầu đây là không hớ đúng không Tại trước giờ em ở quê không xài thẻ tín dụng em phụ gia đình làm nông nghiệp ở quê thì không ở quê chị vợ là kiến thức em ơi mẹ rửa phèn đi mà sống chứ nói vậy hoài đó được em cứ xài cho anh phí chắc chắn có còn nếu mà giờ bước đầu em xài được ngân hàng nhỏ thì ok chuyện đó anh không nói từ từ nâng cấp lên ngân hàng lớn nha mấy em à, dầu dầu ga bên mỹ có tăng không anh châu âu sắp khóc ờ à, châu âu sắp khóc đâu đâu chấp nhận hộ chiếu của mày đâu biết vụ gì chưa không cần châu âu để của châu âu tới hàn quốc kìa mấy em hàn quốc nó cũng mới cặp mặt visa của mấy anh trẻ trâu rồi đó hàng có gì vui mà việt nam du lịch qua đó trốn biệt vậy bót chẳng qua trốn được bên hàng thôi chứ mấy nước khác trốn không có được các em mấy đứa khác trốn khó chứ thì có nhiều khi mỗi lần ngày lên đọc báo gặp mấy tin nó chán muốn chết mình thì mình đi nâng cao vị thế Việt Nam tụi nó đi bôi trò trái rối mặt Việt Nam không à một thằng xây 10 thằng phá chưa này chừng nào mới khá à, nếu gì trốn lại ở Mỹ luôn giống 120 kia thì sao đam đi ôi mẹ không có gì để đam hết á một đống một đống bồ nhí ở Việt Nam chân dài không bỏ ai xài rồi thêm bốn cái phòng game bỏ ai bỏ ai lứt mẹ ngu gì trốn vậy thôi mấy cái câu của ông á là cái câu mà khi mà tôi xin visa là cái như đại lãnh sự quán mỹ nó nhìn nó cần hỏi luôn rồi đó đúng không mà ông mà ông hỏi câu này là ông biết ông hỏi dạng dạng giống như là uh, pháo để cho nó lời chơi cho nó vui thôi mà cái cuộc đời mình đang tươi đang đẹp có dạy dọt quá mà đi mà 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 chích tay rồi không mấy cuộc đời á trên đăng với cả tuổi không có sự nữa lựa này nọ kia tất cả mọi thứ à, à quên 120 kia không được như chú em sorry không có sorry cái này ông cố tình rồi chứ không có quên không có ai mà hỏi một câu ngớ ngẩn vậy hết á